Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video này, em nhớ like, share cũng như đừng quên đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này em sẽ cập nhật lại một cái công ty của Xiao Lai Sai. Hiện tại vào ngày 16 tháng 7, Xiao Lai Sai đã cập nhật thêm một chức năng cho tất cả các bạn là Xiao Lai Sai Podcast 3 Mei. Đây là trường những người tham gia là 933 người. Tin tức thì các bạn nhấp vào đọc thêm nha các bạn. Rồi đây mình dịch qua bên tiếng Việt cho tất cả các bạn đọc cho tất cả các bạn nghe nha các bạn. Là bên Xia Lai Sai ghi là dự án Xia Lai Sai 3 Mei là một công ty dành cho người cứu cánh, cứu hộ. Dự án này được khởi xướng bởi một nhóm lớn của Lai Sai, những người nhìn thấy những lợi ích và tiềm năng to lớn của các chương trình này. Thông tin thêm về tiền thưởng, thêm giá sẽ được cung cấp vào ngày 16 tháng 7. Dự án 3 Mei có hai mục ngắn hạn là tạo ra 3 triệu Lai Sai sẽ được xác minh cá nhân mới và bắt đầu chương trình quảng cáo của chúng tôi vào ngày 2 đến 3 tuần tới với tất cả các thành viên tham gia. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, chúng tôi sẽ đạt được 3 triệu thành viên được xác minh cần thiết để bắt đầu vào chương trình quảng cáo và để Xiao Lai Sai được niêm yết công khai nha các bạn. Vậy là ngày 7 chính thức luôn, là ngày 31 tháng 7 là sẽ các bạn sẽ tham gia vào chương trình quảng cáo, xem quảng cáo nha tất cả các bạn. Hiện tại bên Xiao Lai Sai chưa có đạt đủ 3 triệu thành viên nha tất cả các bạn. Mọi người kiếm được tiền quảng cáo sẽ được tự động kích hoạt để kiếm lợi nhuận từ chương trình lối sống độc đáo của chúng tôi. Chúng tôi đang lên chiến lược để huy động tối thiểu là 10.000 Lai Sai trên toàn thế giới để đăng ký khởi động dự án ngay lập tức. Mục tiêu dài hạn là năng lượng Lai Sai lên 1 tỷ để một phần xứng đáng kể dân số thế giới của có thể bắt đầu tận hưởng tự do tài chính hơn bao giờ hết. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ tạo ra hàng ngàn triệu phú, những người sẽ được hưởng công nhận cuối cùng tư cách là thành viên VIP của Lai Sai nha tất cả các bạn. Như vậy là chương trình, sau khi chừng nữa mình tham gia vào chương trình 3 triệu thành viên chương trình lúc xem quảng cáo của Xiao Lai Sai, nó sẽ là một kích hoạt là chương trình lối sống này nè các bạn, cho tất cả các bạn kiếm tiền thêm một cái nhiệm vụ này nữa nè. Đồ rất là ngon nha các bạn. Còn cái vụ mà sau khi Lai Sai lên sàn thì mình cũng không có chắc ăn cái cổ phiếu này nó cho mình bán hay là nó còn pending nữa, mình cũng chưa có, thì mình cũng chờ cập nhật thông tin theo từ bên Xiao Lai Sai nha các bạn. Các bạn nhớ đừng quên bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ. Vậy tạm biệt.